Mở quán chưa? Thì mở rồi. Mở rồi, quán gì? Mở quán nhậu với quán cà phê cũng làm nhậu rồi. Nhậu dữ không? Em cũng uống lai lai thôi. Lai lai hả? Vậy là cũng có gọi là ý chí làm ăn ha. Được, tình duyên em thế nào? Dạ, thì hiện tại em là một sinh viên mơm ạ. Sinh viên mơm hả? Dạ. Còn nếu mà em và anh đến với nhau á, thì con của em có phải là trở ngại với anh không? Thì hiện tại anh cũng có con, cho nên là anh thông cảm chuyện đó rất là nhiều. Dạ. Và gánh nặng thì không phải gánh nặng, chắc chắn là không phải gánh nặng rồi, nhưng mà mình có hiểu nhau không, để mà cùng có chung một tiếng nói để là về mà dạy một cái đứa con đó không thôi. Bấy giặc Kushida điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Nhà gái mời bạn trai. Em rớt thì gặp anh mới nữa. Rồi, ngồi đi em. Rồi, xin mời đàn gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào quý vị khán giả. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quỳnh Linh. Em rồi, tên là Nguyễn Thị Thu Trang. Em sinh năm 91. Em ở Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Em làm nghề nghiệp gì nào? Dạ, em là hiện là giáo viên mầm non. À, giáo viên mầm non hả? Ở tại Nhân Trạch luôn hả Trang? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi, xin mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và dạ, toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ạ. Em tên Trần Minh Quang. Quang. Dạ, tên Quang. Sinh năm 86. 86, Quang làm gì Quang? Dạ, em bên làm sale. Buổi sáng, buổi chiều thì về làm phụ bên thẩm mỹ viện. À, rồi làm hai chớp luôn á hả? Dạ. Trời ơi, Quang ở đâu? Tiền để đâu cho hết Quang dạ ơi. Dạ, em ở Bình Dương. Bình Dương hả? Dạ. Em nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. À, ưu điểm của em á thì nói chung là em hòa đồng, vui vẻ. À, nói chung là khi mà em dặn cái gì đó thì em cũng rất là dễ quên. Còn nhược điểm của em thì hơi nóng tính và ít nói nữa chị. Dễ quên, ít nói mà nóng tính hả? Dạ. Hơi nóng tính và hơi ít nóng nói tính. Hơi nóng tính. Cũng như là dễ dặn nhưng mà sau đó thì cũng dễ quên. Nhưng mà nóng tính nhất là em làm gì? Ai chọc tới em nhiều khi em nóng quá, em không chửi người ta, nhưng mà em bực, kiểu như em bực trong lòng á, có khi là em khóc. Có đập đồ, đập đạc, chọi đồ, chọi đạc không? Nhưng mà kiểu như không có ai hoặc là người nhỏ hơn mình, tức quá thì mình chọi đại cái gì đó, chỉ đỡ tức thôi. À, lấy bậy cái gì chọi thôi đúng không? Em nữ công gia chánh giỏi không? Dạ thì em nói chung là em cũng hơi vụng về, thì em nấu được những món đơn giản thôi. Cái này là em làm hả? Dạ, em tự làm á. Vậy là giỏi rồi. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ em ưu điểm là làm việc nhà gia đình làm được hết, rồi cũng biết nấu ăn, rồi mở quán bình dân thì cũng được. Mở quán chưa? Dạ mở rồi. Mở rồi, quán gì? Mở quán nhậu với quán cà phê cũng làm nhậu rồi. Nhậu dữ không? Em cũng uống lai lai thôi. Lai lai hả? Vậy là cũng có gọi là ý chí làm ăn ha. Em có tật xấu gì không? Em cũng chắc cũng nóng tính rồi, sợ độ cao rồi. Em ơi, em lúc mà xỉn á, em có hay bị mất kiểm soát không? Dạ không, em kiểm soát được, nhưng mà cái thời lúc trẻ thì nó cũng hơi bị mất. Mất nó sao? Lúc mà mất kiểm soát nó sao? Mất kiểm soát là có nghĩa là khi mình đi về mình có thể sai cái mình lủi vô cái bụi lùm gì đó, nhẹ nhẹ mà chạy tốc độ chậm thôi, ví dụ như 20 mình ngã nhẹ vô cái lề đường hay gì đó, rồi đi về nhiều khi mình quên, mình đi vệ sinh mà mình quên, mình có thể như đi vệ sinh sai chỗ. Ví dụ sai chỗ, ví dụ. Dạ như là đi vô phòng tắm thì thường là nó có cái đèn sáng, thì mình không vô cái phòng tắm mà mình vô tủ lạnh, thì mình không vô cái phòng tắm mà mình vô tủ lạnh là tức là có thể quên tè vô tủ lạnh luôn. Dạ dạ thỉnh tè vô tủ lạnh đó. Thôi bây giờ là mình nói chút xíu về đường tình duyên đi bên đàn gái. Chào em. Dạ, gái. Em chào anh. Ồ, dễ thương quá. Đường tình duyên em thế nào? Dạ thì hiện tại em là một sinh viên mơm ạ. Sinh viên mơm hả? Dạ. Bé trai với gái vậy cơ? Dạ em bé trai 5 tuổi. 5 tuổi bé hả? Trai 5 dạ tuổi. Em có gia đình lâu chưa? Dạ em có gia đình năm 2015. Được mấy năm? Dạ em ở, bé em khoảng 4-5 tháng là bắt đầu ly thân, là ở với nhau khoảng 1.5 năm. Năm rưỡi mình quen nhau bao lâu mà? Dạ quen nhau bắt đầu mà tính yêu nhau là khoảng 6 tháng mà cưới. 6 tháng rồi hả? Dạ tại hồi đó bạn này là bạn cấp 3 với em.
À dạ, tức là biết trước rồi. Dạ biết trước rồi. Nhưng mà đã có đứa con rồi dạ, bỏ nhau chắc cũng gọi là có gì nó dữ lắm em hả? À dạ, thật ra thì mâu thuẫn sâu sắc. Em cần một người chung thủy mà thì bạn đó không được như vậy nên rồi định. Anh hiểu rồi. Dạ. Còn đường tình duyên em sao? Tình duyên em cũng có gia đình. Có luôn hả? Dạ, em bé trai gần 2 tuổi. À, mình lấy vợ mấy năm? Hơn 2 năm. Rồi ly dị. Dạ, ly dị rồi. Con ở với ai? Con ở với mẹ, nhỏ theo mẹ. Mình phụ cấp. Phụ cấp? Dạ. Ôi, ủa em cảnh ơi, như vậy có nghĩa là hai bạn là cũng bé ly hôn từ hồi nhỏ rồi luôn mà đúng không? Coi như là hai bạn đã lỡ một chuyến đò rồi đó. Vậy là em có ngại về bạn gái bên đây là single mom không? Em cũng như vậy cho nên em không ngại. Làm gì có gì ngại, cô bên kia rất là xinh đẹp nha. Anh nói cô bên kia hơi bị xinh đó. Dạ. Chị hỏi em cái lý do mà em với lại cái người vợ của em ly hôn vậy? Thì chắc là do cái tính khí là quá nóng nảy. Em cũng có nóng tính, sau này em bớt lại nhưng mà người đó nóng hơn em luôn đó. Có nghĩa là hỏi như vậy để cho bạn nữ thấy được rằng là với những cái tính cách như vậy á thì đi đến cái chuyện mà ly hôn của tụi em á thì là bạn nữ có thấy là mình có phù hợp với lại cái mong mỏi của em hay không? Em hiểu ý chị không? Đó dạ. Thì em thì nóng là chỉ có khóc thôi đúng không? Dạ, thì tức quá mình nói không được mình khóc. Ừ, khóc thôi. Ví dụ như cái tiêu chí của em với cái người bạn trai sau của em là như thế nào? Điều kiện tiên quyết là em muốn phải như thế nào? Đầu tiên là em cần nhất là sự chung thủy. Và phải đặc biệt là phải thương con em. Đúng rồi, phải thương con em giống như con của mình. Dạ, đúng không rồi. Đó là cái điều kiện tiên quyết. Dạ. Đó, chị cũng nghĩ như vậy. Rồi, em trai đi với ai vậy? Dạ, em đi với em trai. Có em trai hả? Rồi, em trai thấy em, sao em trai? Em trai bà con. À. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào hai MC với quý vị khán giả ở đây. Em là Nhã, là em họ của anh Quen. Anh em thì em chơi từ nhỏ nên tính tình em khá hiểu anh. Ảnh thì ngoài thời gian ra là ảnh dành cho hết công việc à. Chỉ có tối về anh em uống cà phê thôi. Còn tật xấu của ảnh thì em chưa thấy ra. Em chỉ nói gọn là nếu được thì chị cho ông anh em cơ hội. Còn chị bên đây sao? Dạ chị đây thì em thấy được. Quá trời đẹp rồi dạ, ha. Quá trời đẹp. Quá trời đẹp rồi. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em đi với bạn và em gái. Đâu em gái đâu? Em nói dạ, em chào chị Hồng Vân và Linh như vị khán giả. Em là em gái của chị Trang. Theo em thấy thì ở nhà chị hiền, vui vẻ, quan tâm với gia đình. Còn anh thì em thấy cũng dễ thương. Chắc em nghĩ là hợp với chị em. Vậy hả? À, cảm ơn em rồi. Nghĩ là hợp ha, cảm ơn em. Thôi vậy chắc hợp rồi đó. Thôi hai bạn cũng có kinh nghiệm trong tình trường rồi. Mình mở rào đi cho hai bạn cùng chia sẻ xem có hợp với nhau hay không. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Anh ơi, thì nói chung em cũng biết tí nấu ăn thôi mà cái này em cũng không có khéo cho lắm. Thì hôm nay em tặng anh cái món này là rau câu hình hoa hướng dương. Thì cái hoa hướng dương này nó có ý nghĩa là nó là thông điệp của tình yêu và đặc biệt là sự chung thủy luôn hướng tới người mình yêu. Và em mong là hôm nay anh thử miếng bánh này của em. Không biết có ngon hay không nhưng mà anh nhớ cái thông điệp mà em gửi tới. Rồi, anh cảm ơn, cảm ơn em. Em mời anh Linh ăn. Anh đang đợi đó. em làm trước đi. Nè, lấy tâm dùng đi, nó để sẵn luôn rồi đó. Dân chỉ không ăn đâu, anh biết mà. Đúng rồi, Linh hiểu tôi ghê á. Đó, ăn cho biết thôi. Mời chị Dân. Chị không ăn rồi để em lo cho, em lo nói chuyện đi. Đến đây ăn cho nó gọn. Trời ơi, không bỏ tôi một mình ơi, nó đây vậy đó hả Linh? Dân nói chuyện đi Dân. Món này em tự làm hả? Dạ, em tự làm, em mới làm tối qua á. Rồi, được, ngon. Dạ, em cảm ơn. Em có gì hỏi cho em hỏi trước đi. Thì anh cho em biết cái cảm nhận mà khi anh thấy em là như thế nào? Cảm nhận thấy em cũng như lúc nãy chị Dân nói là xinh. Anh Quỳnh Linh cũng nói xinh, là anh thấy cũng xinh. Dạ, em đúng rồi. Nhà vấn đề là xinh như vậy là có cảm thấy đúng như là cái tưởng tượng của em hay không? Là cảm xúc của em lúc này như thế nào? Dạ, cảm xúc của em thì hình như là cỡ trên 90% rồi. Thì em có thấy cái bạn nói về cái điều kiện tiên quyết mà bạn mong muốn ở em không? Thì em nói để cho bạn yên tâm. Thì cái đầu tiên em cần ở người bạn trai của mình là em cần sự chung thủy. Thì anh có điều đó hay không? Chung thủy
Người anh thương thiệt sự là anh mà về sống chung là chắc chắn là phải chung thủy. Anh cũng cần người chung thủy. Dạ. Đó, rồi hỏi bạn là với con của mình thì sao? Dạ. Còn nếu mà em với anh đến với nhau á thì con của em có phải là trở ngại với anh không? Thì hiện tại anh cũng có con cho nên là anh thông cảm chuyện đó rất là nhiều. Dạ. Và gánh nặng thì không phải gánh nặng, chắc chắn là không phải gánh nặng rồi, nhưng mà mình có hiểu nhau không để mà cùng có chung một tiếng nói để là về mà dạy một cái đứa con đó không thôi. Rồi hai đứa dự định coi nếu đến với nhau thì có con nữa không hay là sao? Thì nếu mà đến với nhau thì em cũng thích có con nữa, còn ý anh sao? Chắc chắn rồi, anh thì cũng còn, anh với em trẻ mà chắc phải có ít nhất là một đứa con chứ. Nếu mà thành sẽ có một đứa con. Gái hay trai? Cũng được. Bé em trước, thích gái hơn. Bé trước của anh là trai hay gái? Trai. À, em cũng thích gái. Dạ. Tại em có bé trai rồi. Thôi vậy là tốt rồi. Đó, rồi bây giờ sở đoản của mình là gì? Em hát bài tặng bạn gái đi. Dạ đúng rồi anh. Anh hát anh, tặng em đi. Em quên hết bài hát luôn rồi. Giờ em tặng em bài thơ ha. Đó đứng dạ. lên. À. À, em đứng lên đi. Hai đứa tạo cái gọi là điện sinh học coi là có hạp cái điện không? Tình cờ anh gặp được em. Tình cờ anh đã yêu em mất rồi. Tình cờ rồi lại tình cờ. Tình yêu có phải tình cờ không em? Tình cờ. Được rồi đó, tôi thấy được rồi. Bánh ngon. Hết luôn hả Linh? Hết rồi đó, gửi tả cái dĩa nha. À, vừa ăn vừa nghe đọc thơ, tình cờ anh hết cái dĩa này của em. Thôi thấy hai đứa nãy giờ nói chuyện cũng hợp. Bây giờ trong lòng của em trai cảm nhận thế nào về em gái nè, nói anh nghe coi. Dạ cũng rất là thích, rồi nói chuyện ra thì cũng có duyên. Bây giờ mình tới đây cũng là một cái chương trình thực tế rồi, thì mình cho nhau cơ hội để sau cái khoảng thời gian này mình tìm hiểu coi như thế nào. Cảm thấy được thì mình tiến tới, còn không được thì lúc đó mình là cũng là bạn bè. Ừ. Thôi hết thời gian luôn. Nãy giờ hai em cũng đã nói chuyện nhiều. Anh nghĩ rằng các em đủ để có thể cảm nhận xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. 30 giây suy nghĩ và quyết định. Đó, cầm cái tay ra. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta có thể mở cửa trái tim hay không? Có thể mở lòng mình hay không? Quyết định là phải có trách nhiệm với cái nút bấm của mình nha. Chuẩn bị. 3, 2, 1. Hết thời gian. Em có bấm mà nó không ăn. Bên này ta bấm rồi đó. Bánh trốn. Em gái nó nóng tính mà em bấm rất là nhẹ. Tôi thấy cái tay cô nè. Em bấm hai lần rồi. Hãy giữ lấy cái dĩa này để làm kỷ niệm. Nhớ rằng một lúc nào đó em đã có cô gái xinh đẹp tặng một cái dĩa bánh. Yeah. Một cái dĩa rau câu nha. Còn mở ra, bên đây chưa mở nè, mở ra coi lại gì. Trời ơi, sao mà cái bông mà y chang cái đầm vậy? Có cắt lén rồi cắt bông không? Cái này là bằng pha lê đó. Rồi em ý nghĩa là gì? Em mong muốn điều gì đây? Dạ thì đi tới đây là đi lẻ mà cũng giống như về phải có cặp đôi như cặp chị Nga này. Đó, đi lẻ là như về có đôi đúng không? Dạ. Vậy là em đã toại nguyện rồi đó. Rồi, thôi được. Tức rồi. Luôn. Hai đứa nắm tay nhau đi. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau rồi. Bây giờ mình hứa gì với cô gái đi. Nếu như chúng ta hẹn hò, chúng ta đi tới một cái điều gì đó xa hơn thì em sẽ làm gì cho cô gái xinh đẹp này? Nói đi em trai. Yeah, em bữa nay tới đây chương trình này em rất là vui. Cũng rất là vui hơn khi em với bạn này cùng có thể bấm nút tìm hiểu nhau. Em cũng sắp tới đây tương lai sắp xếp thời gian qua Đồng Nai thăm em rồi cũng như tìm hiểu thêm. Rồi giờ có nhớ tên không? Trang. Trang đúng rồi. Còn em anh Quang. Nói em rất vui mà mặt em buồn quá. Nên em đến chương trình em rất vui. Em vui dữ lắm. Em cười đẹp quá mà sao em không chịu cười đi? Tại có nhiều những điều ta giấu kín trong lòng đó. Ha. Được rồi đó. Hung cái ban đầu đi. Đó. Sao nắm cái trán gì vậy? Như là sao? Bên... Nâng cầm đồ. Đó. Chúc mừng các bạn. Hãy nắm tay nhau, cố gắng nuôi dưỡng tình yêu cho nó lớn lên ha. Chăm sóc lẫn nhau để chúng ta có thể đi suốt cuộc đời còn lại. Dạ. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn anh. Ba em
mới đi chơi với mấy bạn xong rồi còn nói với mấy bạn của ba em là em tắm chậm nữa. Trời ơi, đúng rồi, cái chuyện mà em tắm chậm là nó nổi tiếng khắp cái xã luôn rồi đó hả? Dạ. Dạ, hồi lúc đó là em tự nhủ là em phải cố gắng quen khoảng hơn một tháng mà mới có ba tuần thì khi hai người chia tay. Trời ơi, vậy là yêu nhanh đó, không có yêu chậm đâu. Cho anh xin phép đẹp đi. Xin mời nhà gái. Dạ, chào bạn. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai. Thôi, mời anh trai ngồi. Mời bạn gái giới thiệu về mình trước nha. Nghe bạn gái giới thiệu nha em trai. Em chào chú Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thanh Thùy. À, năm nay em 25 tuổi. Em làm trợ lý theo dõi đơn hàng của một công ty may mặc. Em đang sinh sống và làm việc ở Bến Tre. Rồi, chào Thùy. Mời nhà trai giới thiệu cho nhà gái nghe nào. À, em chào anh Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Và các bạn đang xem trường quay. Và toàn thể quý vị đang xem chương trình truyền hình. Em tên là Nguyễn Minh Sang, em 27 tuổi, em đến từ Long An. Em đang làm tại công ty thép Vina One ở Bến Lức, Long An. À, vậy thì cũng gần rồi ha. Bến Lức thẳng tới Bến Tre, không Bến xa mấy. Bến Lức với Bến Tre. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Sang? Dạ, điểm mạnh của em là không hút thuốc, ít uống rượu bia và biết nấu ăn. Giỏi. Biết quan tâm chăm sóc gia đình và có thể chia sẻ làm việc nhà. Hay quá. Điểm yếu? Dạ, điểm yếu của em là viết chữ xấu. Viết chữ xấu. Bây giờ đánh máy không ạ? Có rất nhiều người viết chữ xấu không lo. Mời nhà gái. Điểm mạnh của em á, em kể cái thứ nhất là em siêng. Em thấy là em siêng học, siêng làm việc. Với lại là em cũng siêng chơi. Với lại là em cũng siêng chơi. Với lại em cũng muốn là bạn nam của mình á, là cũng siêng chơi. Chơi gì? Dạ ý là ví dụ đi chơi hoặc là đi về thăm nhà hoặc là đi đây đi kia chơi á. Siêng chơi ha. Tôi khoái câu siêng chơi đúng này rồi đó. Điểm yếu của em là em thấy em bị chậm với em bị quần. Xào quần đó hả? Dạ đúng. Người miền Tây mình hay kêu là xào quần đó đúng không? Dạ đúng rồi. Em chạy xe em cũng chậm, cứ tèn, không biết là nghĩ cái gì trong đầu, không biết là ngắm đông ngắm tay cái gì đó. Ăn có chậm không? Dạ ăn chậm luôn, bị mấy chị trong công ty nhẹ hoài luôn. Tắm có chậm không? Dạ có luôn. Mấy tiếng hồ trong nhà tắm? Có thể là nửa tiếng, một tiếng. Và ba em mới đi chơi với mấy bạn xong rồi còn nói với mấy bạn của ba em là em tắm chậm nữa. Trời ơi, đúng rồi, cái chuyện mà em tắm chậm là nó nổi tiếng khắp cái xã luôn rồi đó hả? Dạ. Rồi, nghe sao thấy em trai? Dạ. Nghe thấy gì được không? Dạ được. Được không? Đường về tình duyên của em sao Sang? Dạ em đã trải qua hai mối tình rồi. Hai mối? Dạ. Mối tình đầu mấy bao lâu? Dạ mối tình đầu khoảng 1.5 năm. Năm rưỡi. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là cũng là em chỉ theo đuổi người ta thôi. Đơn phương á hả? Dạ em theo đuổi mãnh liệt nhưng mà người ta không đồng ý. Ta có giải thích về tại sao không? Bạn nói đó là không muốn yêu. Không muốn yêu hả? Dạ. Rồi cuối cùng người đó có lấy chồng chưa? Dạ chưa. Chưa là ví dụ giờ đùng cái người đó quay trở lại với em sao? Nó đồng ý thì sao? Cái đó là vấn đề đã qua rồi. Đã qua rồi ha. Giờ không còn nghĩ tới người đó nữa đúng không? Rồi. Đường tình duyên đây cũng trắc trở lắm. Nhưng mà bây giờ sạch sẽ chưa? Dạ rồi. Rồi. Ruột gan mình sạch sẽ để mà mình đón nhận những cái điều mới mẻ chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ mình hỏi đường tình duyên nè. Em gì cũng chậm hết. Em yêu có chậm không? Dạ có. Cụ thể sao nói vậy Lan nghe coi. Ý là em kiểu như là em không có yêu một cách sâu sắc á, quen thì nghiêm túc. Nhưng mà em không có dám hứa. Tại vì em sợ mình làm không được nên em không dám hứa, xong rồi cái người ta không có tin được á. Bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà chính thức quen thì em chỉ quen mới có một mối tình thôi. Mình quen bao nhiêu lâu mình chia tay? Dạ, hồi lúc đó là em tự nhủ là em phải cố gắng quen khoảng hơn một tháng mà mới có ba tuần thì khi hai người chia tay. Trời ơi, vậy là yêu nhanh đó, không có yêu chậm đâu. Vậy là yêu nhanh đó, không có yêu chậm đâu. Bây giờ mình nói luôn đi rồi. Cái tiêu chí chọn cái người bạn sắp tới của mình là gì? Em thích cao, mập. Em kể chi tiết quá được không ta? Được. Nhiều tóc, mày rậm, môi son, thơm. Chị tưởng ông tả hàm hương được không á?
cho tôi một cái son tôi đánh vô coi. À, về tính tình á thì em hy vọng là bạn nó sẽ đừng có nhây quá mà cũng đừng có đầm quá. Rồi em thích người ta nhanh hay chậm? Nhanh đi, tại vì em chậm mà. À, bây giờ nhanh là lỡ hẹn hò nói em ơi 7 giờ hẹn nhau nha, mà người ta nhanh quá 6 giờ 45 ta tới rồi. Em biết em chậm cho nên em lúc nào em cũng trừ hao á, cái em chuẩn bị nó bị dài lên trước. À, là 1 giờ là em chuẩn bị rồi hả? Dạ em sẽ trừ hao cho em. Mỗi bị đẻ phải chuẩn bị đi sớm nha. Mỗi bị đẻ phải chuẩn bị đi sớm nha. Cái này mấy chị trong công ty cũng chọc em nữa. Cái gì cũng chậm vậy luôn á hả? Dạ. Nhưng mà em cố gắng nhanh á thì em sẽ bị rối. Bạn này ý thức được việc đó. Dạ. À. Nhanh quá thì em bị rối. Tập thể dục nè, mình rèn luyện kỹ năng mình cho gì cho nhanh chút xíu được không? Em tập thể dục thì tập thôi nhưng mà nó vẫn vậy à. Phải vậy đó hả? Dạ. Mình ghét đàn ông nhất là điều gì? Dạ ghét hút thuốc. Ghét hút thuốc. Xong rồi không có thích mà nói chuyện về quá khứ, đừng có ăn mày quá khứ. Rồi. À, đừng có bắt em hứa gì về tương lai hết. Cứ là hiện tại vui là được rồi. Rồi xong rồi đó. Em cầm giấy gì á, thư bạn trai hả? Dạ ý là em có định hát một bài hát. Em muốn hát luôn bây giờ hay em muốn tí mở rào em hát cho bạn trai nghe? Để hỏi tí em tặng quà rồi em hát, nhưng mà hy vọng là lúc đó em không run. Rồi bây giờ mình sẽ qua mình coi coi qua bạn coi trai. Qua coi trai đi. Chào em. Trời ơi em ơi, đẹp trai lắm. Mà không biết có cao hơn em hay không thì chị không biết, mà đẹp trai lắm. Em chuẩn bị sẵn tinh thần đó. Là không cao bằng em đâu. Bên kia môi son má phấn kia đó. Thấy thương quá, tình trường cũng đoạn trường quá ha em. Thấy bên kia hơi chậm á. Dạ. Em thấy có ổn định không? Dạ ổn. Được đúng mọi không? Mọi thứ để em lo. Mọi thứ để em lo được đúng không? Dạ được. Rồi vậy thì bây giờ mình nói cái hình mẫu lý tưởng của mình cho chị Lan nghe coi. Dạ hình mẫu lý tưởng của em là cao bằng em mà, hoặc là dư săn luôn á. Bên đây hơn nha. Bên dạ. Đây cao hơn đó. Dạ ốm hơn em. Rồi dư luôn. Ốm luôn á. Ốm hơn. Dạ, dạ. Rồi cái gì nữa? Em thích bạn gái của em á là sẽ có những cái đức tính nào? Dạ yêu thương gia đình và thương yêu ba mẹ em, cũng như là em sẽ yêu thương ba mẹ của bạn. Rồi tốt, cái đó bạn gái nào mà có là tốt lắm, mà chị tin là bạn gái bên kia sẽ như vậy. Yeah. Rồi gì nữa? Hiểu và cùng em bước đến cuối đời. Bên đây tôi thấy được đó. Đức đây là nghiêm túc lắm á. Nghiêm túc luôn. Ừ. Cái điều gì em không thích ở con gái? Dạ em không thích ở bạn nữ là thí dụ như mà xác định quen em đi thì không thể nào đi chơi riêng với một bạn trai khác. Đó là điều đương nhiên rồi, không ai làm như vậy. Nghiêm chỉnh lắm. Chừng nào thì có thể kết hôn được? Hiện tại là em sẵn sàng, tại vì hồi trước á em hay có suy nghĩ á là đợi khi nào mình hoàn hảo á rồi mình sẽ tính tới chuyện hôn nhân, nhưng mà em thấy em cứ cố gắng hoài em vẫn không có hoàn hảo được. Nên là em bây giờ em thay đổi suy nghĩ là mình có thể làm cùng lúc hai thứ. Ừ, được, ok. Trời, tôi thích, tôi em thích đi với ai? Dạ, em đi chung với bạn của em. Dạ, là đầu tiên thì con xin chào khán giả đang xem chương trình. Chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ, chào anh. Con tên Ngân là bạn thân của Thùy. Dạ, con thấy bạn nam rất là hiền. Đẹp trai. Hợp với bạn của mình không? Dạ, theo con thấy thì cũng hợp. Em nhắm là với cái tính mà chậm của bạn em thì bên đây có cải thiện được không? Dạ, nói chậm như thôi chứ thật ra bạn cũng không có chậm lắm đâu chị. Thật ra là chị thấy nó từ tốn, nó nói chuyện là tiếng nào ra tiếng đó, rất từ tốn. Dạ, đúng rồi. Bên đây ta hứa rồi, thế giới để cho bên này lo. Hôm nay gặp nhau là duyên rồi thì mong hai bạn cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu tiến xa hơn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em. Anh Nam đi với ai kia? Dạ em đi với bạn em. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em là Tuấn, là bạn thân của Sang ạ. Em thấy bạn nữ này dễ thương. Có hợp với bạn thân của em không? Dạ thấy là có hợp á. Có hợp hả? Sang nên xem xét đi xem. Rồi. Bạn bè tiếp thêm sức mạnh cho em rồi đó. Tiếp thêm niềm tin cho em rồi. Mọi chuyện còn lại là do em. Dạ. Bây giờ thì chúng tôi mở rào. Bắt đầu. Bắt đầu đi em. Mình cũng cố gắng tặng bạn. Dạ em cảm ơn. Cho anh xin phép đẹp đi. Vừa gặp cái là đeo liên tục luôn, không nói tiếng nào luôn. Em cũng có món quà tặng anh. Mình mở ra. Có thể mở ra coi thử. Cẩn thận. À, cái này là một món quà mà em tự làm. À, nó không có ý nghĩa gì hết, mà tại vì em làm em thấy nó đẹp với nó dễ thương thì em tặng anh thôi ạ.
Ủa em là gì vậy? Đây, đây tôi phụ. Dạ là một cái hộp rượu. Rượu hả? Rượu trái cây. Làm tự ngâm luôn hả? Dạ. Uống được không? Dạ được. Dạ em ngâm nó cũng chưa lâu lắm nên nó chưa có lên chưa màu. Chưa xỉn, chưa xỉn. Rồi về chỗ đi các bạn. Bây giờ nói chuyện qua hàng rào thôi. Giờ mặt thấy sao nè? Dạ em thấy bạn nữ cũng dễ thương. Dạ à, cũng hiền lành, vui tính. Dạ. Cao không? Thấy cao không em? Dạ cũng cao nhưng mà còn chấp nhận được. Dạ tại vì em thấy là có nhiều bạn á kiểu hơi không cao bằng em thì cũng là thiếu tự tin. Nhưng mà em thấy là anh đứng với em thì anh cũng vẫn là bình thường. Dạ, với lại em thấy anh cũng dễ thương. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Ừ. Rồi, hát, hát. Hát, hát, đó, hát. Nãy tính hát đó. Em có một bài hát, dạ em hát cho anh nghe với lại. Ngồi trong quán bán nhâm nhi, ly cà phê một nắng. Cuộc sống cứ thế ngọt ngào và cay đắng. Thèm một chiếc bánh chia đôi, nhưng lời nói cười. Và đôi tay lại đến, chặt tay giữa phố đông người. Chuyện về chiếc bánh mang tên tình yêu anh đã nghe bao giờ. Nồng nàn khiến em ngơ ngơ như vừa hôn anh. Mùi hương kem trắng thơm thơm, lần chiều đám say nhẹ nhàng. Vì yêu sẽ vẫn ngây thơ đợi chờ. Hát lại liền, hát lại. À, anh cũng có một bài hát muốn tặng cho em à, bài Em Về Kiểu Trời Mưa. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng mãi? Hay nói một lời, có phải em giận anh? Có phải em giận anh? Anh thấy đầu tiên là hai bạn hợp nhau vì chuyện hát rồi đó. Rồi, mình tiếp tục đi. Hẹn hò sao đó? Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc ở Bến Tre. Dạ. Anh thì làm việc ở Bến Lức, là anh làm nhà hành chính. Có thể là anh sẽ rảnh ngày Chủ Nhật. Dạ. Mình có thể đi chơi vào ngày Chủ Nhật. Dạ. Em thì công việc của em cũng làm từ thứ hai tới thứ bảy, em cũng rảnh Chủ Nhật. À, Chủ Nhật á, thì em hay thường đi về nhà chơi. Hoặc là không thì lâu lâu muốn đổi thì có thể đi cà phê hay là đi đâu đó đi chơi cũng được. Chuyện nếu các bạn tiến xa hơn, các bạn sẽ về chung một nhà. Rồi chuyện tiền bạc sao? Có thể là tiền bạc sẽ có vợ giữ. Cái này á, thì em hay tâm sự với mấy chị trong công ty á, hay khuyên em là giữ tiền. Nhưng mà nếu mà cái tính của em thì ai tự giữ tiền cho khỏe, tại vì em nhức đầu á. Em thiệt sự là em nghĩ như vậy, nhưng mà mấy chị trong công ty với mẹ em hay kêu là em giữ tiền nhưng mà em thấy nhức đầu. Vậy giờ sao? Vậy giờ em muốn giữ tiền hay là sao? Dạ em không giữ tiền, em giữ tiền em thôi. Trên trời dưới đất tôi mới thấy cô này. Tiền. Trên cái sân khấu này mới thấy. Đàn ông vô cùng thích thú với việc đó đó. Nhưng mà em xài tiền em là để em lo thân em thôi. Còn nếu như mà có con cái đâu thì anh phải lo rồi chứ. Tiền em hiện tại chỉ đủ lo thân em thôi. Thật. Không sao anh lo được. Anh có thích nuôi chó trong nhà không? À, có em. Dạ. Hỏi chi vậy? Tiện hỏi xong ta trả lời có rồi cái thôi. Dạ ý là biết nuôi chó, thích nuôi chó thì được. Tại vì em cũng thích là có một con ở trong nuôi chơi cho vui vậy đó. Em lo cái tiền em lo đủ, mình em mình nuôi chó ai lo? Ừ, ảnh lo. Rồi bây giờ hai bạn, bạn trai hãy tiến tới nắm tay cô gái để xem trái tim mình có rung động không. Nói với cô gái những cái điều gì mình đang nghĩ và mình mong em muốn. Em nhìn vào mắt anh, em có cảm thấy là anh là người đang ấm áp không? Em thấy anh cũng dễ thương. Em cảm thấy là thân thiện dễ gần là được. Tại vì em kiểu như là em cũng muốn có mối quan hệ là kiểu như là bạn đời á, thì mình có thể nói chuyện với nhau được. Hứa hẹn sau bài thì anh không thể mà hứa được, tại vì là tương lai không biết trước. Nhưng mà nếu mà chúng ta hợp thì anh sẽ hứa yêu thương em suốt đời. Hay quá.
Rồi, hai bạn về chỗ. Các bạn. Máy giặt Toshiba điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Quyết định là do các bạn bấm hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 6. Bạn gái rất là quyết liệt. Bấm là không có chậm nha. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau. Mừng quá hả? Dưới mừng quá hả? Hôn gái vô má làm kỷ niệm coi nào. Không coi vừa không? Vừa. Vừa khớp. Rất là hợp lý luôn. Thôi mừng. À, thấy có cảm giác nhiều không? Dạ có. Có đúng không? Em gái thấy nụ hôn nãy sao? Hả? À, dạ cũng kiểu dễ thương á. Dễ thương hả? Hôn cái nữa được không? Dạ hơi ngại. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai em. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm tròn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình đun siêu tốc Toshiba KT17SH2NV, thiết kế sáng đẹp ấn tượng. Thiết kế hiện đại nhất với thân bình được làm từ thép không gỉ, tạo vẻ ngoài sáng đẹp bắt mắt. Thép không gỉ SOS304, bộ gia nhiệt cao cấp Acid, nắp trong với nhiều điểm ngưng tụ, góc mở nắp lớn 75 độ, mở nắp bằng một nút nhấn. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Quick Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc cho hai bạn hạnh phúc nha. À, dễ thương quá. Chúng ta đưa nhau về nào. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? À, chúng ta vừa trải qua hai cặp đôi, chứng kiến họ nói chuyện với nhau, chứng kiến họ hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai cặp đôi ngày hôm nay, mặc dù cặp đôi đầu tiên không có bấm nút, nhưng mà mỗi mảnh ghép chúng ta sẽ có hàng triệu mảnh ghép đang đợi chúng ta. Đừng lo lắng điều đó quý vị nhé. Về Đà Lạt thì quen một cô bé, mà lúc đó cô bé đó mới có 16 tuổi à. Nên em quen 2 tháng rồi em off luôn. Em bâu lại. Tại vì em không dám tiến tới nữa, em sợ ở tù. Trời. Ủa mình quen thôi mà mắc gì mà sợ ở tù? Trời, thì nó cũng sợ đi quái dưới hàng á. Sợ đi quái dưới hàng á. Rồi em khùng khùng tới 9-10 năm sau rồi em cũng không quen ai. Em còn cái ưu điểm nữa là em rất là đẹp. Em cảm ơn chị. Bên đây người ta là ngây thơ lắm. Mối tình nào nó cũng chỉ có vài tháng thôi, nên người ta cũng có kinh nghiệm nhiều đâu nghe. Dạ rồi. Bên đây thật ra cũng không có kinh nghiệm gì về tình yêu hết chứ. Nó cũng chỉ là thoáng qua, nó cũng chỉ là lãng đãng như mây trôi trên trời thôi. Rồi nhà trai. Mời đêm trai. Xin mời nhà gái. Chào em. Mời em ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Tôi tên Thăng, Lục Xuân Thăng. Em 41 tuổi, làm thiết kế ở Đà Lạt. Từ Lạc vào đây tham gia chương trình luôn. Dạ. Rồi, mời xin mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Ngọc Lan. Em chào anh Quyền Linh, em chào bạn Nam bên đó và chào tất cả các vị khán thính giả tại trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Thu Thảo, hiện tại em đang là giáo viên tiếng Anh mầm non. Năm nay em 28 tuổi, em đang ở quận 7. Quê Thảo ở đâu? Dạ quê em ở Lâm Đồng ạ. Bạn trai bên đây ở Đà Lạt. Thăng hãy nói cho bên Thảo biết là mình có ưu điểm khuyết điểm gì Thăng? À, em thì hay hát, vẽ, thể thao, có một tí sáng tạo. Rồi còn khuyết điểm? Khuyết điểm thì em nóng, rồi cũng không biết tính toán công việc hợp lý nên em hay feeling. Nghệ sĩ thì thường thường là sẽ làm theo cái cảm tính của mình, cảm xúc của mình nhiều hơn. Là cũng không biết tán. Rồi bây giờ tới bạn nữ nè, ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em thì em nghĩ là em biết nấu ăn, em cũng nữ tính. Em không biết là tính tình hơi trẻ con thì nó là ưu điểm hay là nhược điểm nữa. Chắc là cả hai chị ha. Đúng rồi. Thật ra mình trẻ con mình nhõng nhẽo nó cũng có hay lắm, nhưng mà mình dùng nó đúng lúc thì nó sẽ hiệu quả hơn. Dạ. Em còn cái ưu điểm nữa là em rất là đẹp.
Em cảm ơn chị. Bên đây cũng rất là điển trai nha. Thăng có mấy mối tình rồi Thăng? Phổ thông thì không nói, thì phổ thông thì năm nào em cũng thương hết á. Phổ thông thì năm nào em cũng thương hết á. Rồi về Đà Lạt thì quen một cô bé mà lúc đó cô bé đó mới có 16 tuổi à. Nên em quen 2 tháng rồi em off luôn. Em bâu lại. Tại vì em không dám tiến tới nữa, em sợ ở tù. Trời. Ủa mình quen thôi mà mắc gì sợ ở tù. Dạ, thì nó cũng sợ đi quá giới hạn á. Sợ đi quá giới hạn á. Rồi thì kiềm chế không được á, đúng không? Dạ, dạ. Đúng đó. Rồi em khùng khùng tới 9-10 năm sau rồi em cũng không quen ai. Rồi nói chung cái giai đoạn đó cũng thất nghiệp rồi, xong rồi xuống Sài Gòn làm, rồi về Đà Lạt mở một cái thương hiệu riêng cho mình, rồi bây giờ mình cũng cứ dây dưa tới giờ. Tức là cũng chưa có mối tình nào sâu đậm đúng không Phan? Vài năm gần đây á thì em cũng có quen nhiều lắm. Nhưng mà không có rung động được. Rồi bây giờ mình hãy nghe tình trường của cô gái nè. Em cũng chỉ trải qua mới có 2 mối tình thôi. Một mối tình là lớp 10 và một mối tình là ở năm 2 đại học. Nếu mà tính ra là em không yêu đương thì cũng khoảng 8 năm nay rồi. Sao vậy? Em nghĩ thứ nhất là do môi trường làm việc. Thì em làm ở trong môi trường giáo dục thì chị cũng hiểu. Còn là con nít với lại phụ huynh không à? Dạ đúng rồi. Đồng nghiệp thì cũng là nữ không thôi. Tiếp theo nữa thì em nghĩ là em cũng hơi kén. Vậy rồi bây giờ nếu như mà em quen một bạn trai mới thì cái tiêu chí nào để em chọn cái người đó? Bạn nam thì cao 1m68 trở lên. Rồi để chị qua chị coi, em cứ nói đi. Nhìn cũng ổn. Ổn, dạ, rất ổn. Chào nghệ sĩ, rất ổn. Không, em không có cao đâu, em lộn. Không, nhưng mà nó cân đối chứ nó không có bị chỗ nào mất cân đối hết á. Rồi gì nữa? Con trai thì em nghĩ cũng công việc phải ổn định đúng không? Dạ đúng rồi. Một người nghệ sĩ thì sao ta? Như bạn này nói thì bạn cũng hơi kém trong cái việc là sắp xếp. Làm việc thì nó hơi cảm tính chút xíu. Nên khi mà mình có được một cái người phụ nữ ở kế bên sắp xếp thay mình thì mọi việc nó sẽ ok thôi. Dạ. Nói gì nữa? Điều gì em không thích ở đàn ông? Con trai mà tính toán đó chị. Hoặc là gia chủ. Gia chủ. Không quan tâm đến người con gái mình yêu thương. Lịch sử tình trường của em thì quen 2 mối tình thì cũng quen được chưa tới nửa năm là chia tay rồi. Cho nên đó giờ em cũng chưa biết sâu đậm là gì. Bên đây người ta là ngây thơ lắm. Mối tình nào nó cũng chỉ có vài tháng thôi. Nên người ta cũng có kinh nghiệm nhiều đâu nghe. Dạ rồi. Bên đây thật ra cũng không có kinh nghiệm gì về tình yêu hết chứ. Nó cũng chỉ là thoáng qua, nó cũng chỉ là lãng đãng như mây trôi trên trời thôi. Quan trọng là mình muốn có gia đình chưa. Nếu mình muốn có gia đình thì mình bớt cái tính nghệ sĩ lại. Dạ em cũng bớt rồi chứ. Vẽ với thiết kế ngoài là chuyện riêng của em. Nãy giờ anh Thăng nghe bên đó nói ra những cái tiêu chí, anh Thăng thấy là mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ chắc là 75-80%. Rồi vậy thì bây giờ tiêu chí của anh Thăng là gì? Tiêu chí của em là xinh, thích nghe nhạc ngoại. Ta dạy tiếng Anh chắc là dạ, thích nghe nhạc ngoại. Thích giao hưởng. Thích em chơi thể thao gì đó. Thích bia nữa. Bên kia thấy hơi ốm, không biết có chơi thể thao không? Có chơi thể thao không em? Dạ không. Kệ, về ảnh tập cho chơi. Biết uống bia không? Dạ, em uống được nhưng mà kiểu em cũng... một trong những cái lý do mà em ế nữa là em cũng ít đi chơi á chị. Thường thường là em sẽ không chọn nhậu nhẹt. Em kiểu nhẹ nhàng thôi, em đi cà phê cuối tuần rồi ngồi ngắm nhìn đường phố, đọc sách thôi. Hoặc là kiểu đi cà phê rooftop, kiểu vậy á chị. Ôi, cô giáo xinh đẹp đó, dễ thương rất là xinh luôn đó. Em nhỏ ở bên kia là hơn con giáp luôn đó. Thảo thấy có cái gì trở ngại? Tại vì đó giờ em ít quen cho nên là em cũng chưa mường tượng ra được, không biết là có khác biệt quá về tuổi tác thì khác biệt thế hệ không. Anh kia thật ra là nhìn ảnh rất là trẻ, không đến mức không ai biết là lớn hơn em 13 tuổi đâu. Tính nghệ hơi nghệ sĩ nãy giờ em biết rồi đó. Rồi kết hôn thì em sẽ về Đà Lạt sống. Nếu mà em phải di chuyển theo bạn nam thì bạn nam phải ổn định. Tại vì em phải bỏ hết sự nghiệp ở đây rồi. Em đi lên trên đó thì cũng sẽ hơi bấp bênh. Dạ. Đúng rồi, cái đó hợp đúng lý. Thôi. Bạn này nói chuyện đúng, hợp lý nè. Rất hợp lý. Đó, tôi hỏi bên đó, bên đây để bên kia nghe rõ ha. Dạ, nghe rõ. Em gái đi với ai cưng? Dạ, em đi với em gái ruột của em. Dạ, con chào chú Linh Linh, em chào chị Ngọc Lan ạ.
cái anh này thấy được không, có hợp với chị mình không? Dạ ngoại hình được ạ. Em thấy anh cũng khá là hiền, nói chuyện thì cũng theo hướng nghệ sĩ. Rồi à, cảm ơn em. Cảm ơn thôi. Em mình mở rào cho hai bên gặp mặt nói chuyện đi ha. Nãy giờ mình chỉ nói qua cái hàng rào này, mình cảm nhận về nhau thôi. Bắt đầu. Mở rào. Chào em. Bắt đầu đi Thăng. Dạ. Anh tặng em. À, dạ em cảm ơn anh. Dạ. Cái này anh làm, tặng em ăn cho vui. Cái gì dạ. Của anh lại vậy? À dạ, em cũng có món quà để tặng anh ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, vâng. Dạ. Em có gì hỏi anh không? Em có muốn về Đà Lạt với anh không? Em có muốn về Đà Lạt với anh không? À, đi về Đà Lạt gì đó thì kiểu em chưa có suy nghĩ tới. Tại vì thật sự thì con gái thì em nghĩ cái quyết định mình đi đâu hay ở lại đâu thì cũng tùy thuộc vào cái đối tượng trong tương lai của mình nữa. Không thể hỏi được như vậy, ta không thể trả lời được. Còn mình hỏi ngay bây giờ ta cũng không biết có về hay không. Bây giờ em cảm nhận đi, em cảm nhận Thảo thế nào? Em thấy người con gái này sao nè? Thảo hiền và dịu dàng và xinh đẹp. Là anh nghĩ em cũng thích tiếng Anh nữa, anh cũng hay hát tiếng Anh lắm. Anh sẽ tặng em vào trường quay một bài em mới nghĩ từ sáng nay. MCV in the morning, up from Ho Chi Minh. Everything that I got is just what I got on. When the sun is high, Dallas sky, I'll be bucking the county fair. Baby, look the door and turn the light down low. And put some music on that soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I'll be thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turned me on just to be your man. Rồi bây giờ mình nói tới vấn đề hẹn hò đi. Bây giờ anh ở Đà Lạt, còn bạn này thì ở Sài Gòn. Thế thì anh tính lịch trình hẹn hò như thế nào? Anh thì đi làm giờ hành chính. Buổi tối thì anh rảnh, rồi anh rảnh quá nên anh đi uống bia. Rồi sáng thì anh dậy đá banh. Anh, em nói là anh tính lịch trình hẹn hò á. À, thì đó là giai đoạn của em. Giai đoạn em còn độc thân, còn bây giờ nếu mà em có bạn gái thì tối anh sẽ chở em đi chơi, em đi nghe nhạc, đi bixi. Đi chơi bằng đường nào? Đi vòng vòng Đà Lạt. Đi, ta ở Sài Gòn. Em xin lỗi. Sài Gòn thì có thì. Không, đi xuống chơi thôi mà. Em không biết chơi gì ở đây hết. Nhưng người yêu mình đang ở Sài Gòn thì sao? Dạ vậy mới nói. Qua nhà tôi chơi, tôi chơi nhà tôi 115 mét vuông rộng đó. Dạ thôi. Nếu mà hai người quen nhau thì ok, thì tại vì em làm giáo viên thì đôi khi em cũng được nghỉ hè hoặc là nghỉ đông thì em cũng về nhà. Thì về nhà thì chắc là gần anh rồi hả anh hả? Nói dễ quá. Hết hồn. Em thích anh, em yêu em yêu anh hay là em yêu Đà Lạt á, thì em muốn ở với anh á, thì anh lúc nào cũng sẵn sàng cưới hết á. Dự định thì anh sẽ mở làm một cái đám cưới nhỏ ở Thủy Tạ thôi. Đám cưới nhỏ nhỏ thôi hả? Sao không làm đám cưới lớn lớn? Mẹ không thích mời nhiều. Mẹ không thích mời nhiều. Dự định bao lâu mình có con? Khi nào em thấy cảm thấy khỏe khoắn rồi em muốn sinh thì em sinh thôi. Ừ, câu này hay nha. Anh thấy bạn gái nãy giờ ngồi cũng thật sự là cũng không biết chia sẻ thế nào về câu chuyện ngày hôm nay. Mình yêu một ai đó mình nên quyết liệt chút xíu, đúng không Thăng? Thì mẹ nó cũng đã trai nhiều quá rồi. Ừ. Có mà... thể là do anh Thăng lâu quá rồi anh không có một cái tình cảm. Đúng. Nếu bây giờ em hợp với cô gái này, hai người yêu nhau về Đà Lạt sống, cô này sẽ làm gì? Thì chắc cũng phải đi dạy. Ừ, rồi em có lo được cái chỗ dạy cho cô này không? Em nghĩ là cái trong mối quan hệ của em thì em cũng có thể nhờ vả được. Bây giờ thí dụ như chưa có đi dạy được thì em có thể đủ lo cho vợ cho con ở Đà Lạt được không? Nói chung cũng không có dư giả nhiều lắm nhưng cũng đáp ứng được những cái nhu cầu tối thiểu và cũng không đến nỗi thiếu thốn. À, em có thể tiến tới nắm tay nói chuyện với Thảo chút xíu. Thảo đứng lên nào. Em nắm tay Thảo đi. Anh có thể không? Có thể, nắm tay đi nào. Đây. Hai người đứng xếp kế với nhau. Rồi. Em không biết nói gì.
Em xinh và em nhìn thẳng Thảo mà nói đi. Em xinh lắm. Anh cũng không biết thuyết phục hay là tại vì nãy giờ anh cũng nói rồi. Đó là như em không biết em hiểu hết những gì anh nói chưa. Nhìn đâu trời. Dạ. Từ cho anh cầm một tay. Đó là những lời anh muốn nói là anh muốn. Tại vì chắc em hiểu anh là anh muốn đưa em về Đà Lạt ở với anh và cùng làm việc ở trên đó. Sài Gòn thì anh chịu thua rồi. Em đồng cảm. Rồi. Bấy giặc Toshiba điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Có một lá thư ở trong đây. Dạ. Anh đọc cho em nghe luôn nha. Dạ. Chào anh, chàng trai được ghép đôi cùng em, gặp nhau tại chương trình này cũng là một cái duyên. Cho dù có thành công hay không thành thì mình vẫn là bạn anh nhé. Đó là lời chia sẻ của Thảo ở món quà tặng em. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Dạ. Thảo không bấm. Em xin lỗi anh vì em không bấm. Tại vì thật ra là hai người cũng đã rất là lâu rồi không ở trong một mối quan hệ. Nhưng mà anh lại chứng tỏ cho em thấy là giống Trang như là anh không có muốn theo đuổi em lắm. Không sao. Nếu anh là Thảo, anh cũng không bấm. Đúng rồi, nếu tôi là Thảo tôi cũng không bấm. Đẹp như thế này mà nhìn cũng không nhìn, ngại hả? Dạ không, em cũng không rung động lắm, sorry. Chúc mọi người sẽ tìm được một cái điều may mắn trong cuộc sống dành cho riêng mình. Rất tiếc, chúng ta không thể làm được điều mà chúng tôi mong muốn. Dạ. Rồi, mời em. Cảm ơn chương trình. Hy vọng là hai bạn sau khi bước xuống sân khấu thì chúng ta sẽ tìm được một cái mảnh ghép ở đâu đó trong cái cuộc sống này. Và vẫn cầu mong là hai bạn sẽ có được cái niềm vui và niềm hạnh phúc riêng của bản thân mình. Cưng mà chỉ cần mở rào ra tôi cũng hết hồn bên đây liền. Nó đẹp lạ lùng lắm. Thì... đẹp mà lạ lùng lắm. Đẹp lạ lùng lắm. Trời ơi, vậy là cũng 10 năm yêu đương rồi ha. 10 năm yêu đương rồi. Cậu chỉ khuyên con là bây giờ lấy chồng biết ăn chơi thì về sau này nó không biết ăn chơi nữa. Điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Mời bạn nam. Chào em trai. Mời gia đình nhà gái. Em trai, mình giới thiệu về mình đi. Trước tiên em gửi lời chào đến anh Quyền Linh ha. Chị Hồng Vân. Bạn gái ở bên kia. Quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Lê Trung Tính. Hôm nay em 30 tuổi. Lê Trung Tính 30 tuổi. Dạ. Làm gì Tính? Em làm nhân viên kinh doanh cho một công ty lốp xe. Ở đâu? Quận 10 anh. Quận 10. Dạ. Quê em ở đâu Tính? Dạ quê em ở Bến Tre. Còn em? Dạ con xin chào cô Hồng Vân. Chúc mừng Linh với lại khán giả trong trường quay. Chào con. Dạ. Con xin tự giới thiệu con là con tên là Võ Hoài Dung ạ. Con năm nay 26 tuổi, làm nhân viên văn phòng ạ. Hiện giờ con đang ở đâu? Dạ con ở quận 9. Đứa ở quận 9 ở quận 10. Một người quận 9 người quận 10. Mà xa. Bây giờ sẵn thì mình nói luôn nè, cái ưu khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của con là chịu khó. Dạ, với lại cẩn thận, gọn gàng sạch sẽ. Gọn gàng sạch sẽ. Còn khuyết điểm là hơi khó tính với lại nóng tính. Cái nóng mà cỡ lớn nhiều nhất là làm gì? Cái đó nhiều khi mình nói ra lời nói của mình á, làm cho người khác tổn thương. Tức là bằng lời nói chứ phải bằng hành động đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn ơi, bạn nghe không? Bạn Tính? Dạ nghe, dạ nghe, đang nghe. Nghe, nghe, nghe đó, người ta nói hết rồi đó. Rồi tới mình nói đi. Dạ, cái bên em á thì cái ưu điểm của em là siêng năng, ham học hỏi. Còn cái khuyết điểm của em là hay tin người hơi lố. Tin người hơi lố hả? Dạ. Có tiền cho anh mượn vài trăm mà. Cho mượn là cho mượn liền đúng không? Đúng rồi, nói vậy. Mình nói chút xíu về tình trường của mình đi Tính. Dạ, em thì cũng trải qua hai mối tình anh. Hai mối tình. Mối tình là thời học sinh.
mấy năm? 5 năm. 5 năm, mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 2 năm. Nhưng mà yêu mấy năm á? Yêu cũng là 2 năm. 2 năm, dạ. Là 7 năm yêu rồi. Dạ. Vì sao phải chia tay hai mối tình? Dạ, mối tình đầu tiên thì cũng chia sẻ là bạn gái đi lấy chồng. Rồi, dạ. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì bị người ta bỏ. Ta bỏ hả? Dạ. Rồi, đàn gái mấy mối tình rồi? Con trải qua hai mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là kéo dài 7 năm. Còn mối tình thứ hai là kéo dài gần 3 năm. Trời ơi. Trời ơi, vậy là cũng 10 năm yêu đương rồi ha. 10 năm yêu đương rồi. Tại sao lại chia tay? Dạ, mối tình đầu tiên là quen từ hồi còn đi học sinh á. Ừ. Xong rồi sinh viên cũng quen, nhưng mà khi mà đi ra làm thì tính tình mỗi người mỗi khác á. Xong rồi ảnh bỏ con. Ảnh bỏ con. Ảnh bỏ con. Dạ. Rồi cái mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là quen nhau cũng được, nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình nó khác. Hoàn cảnh gia đình là hai đứa tự động hay là đứa nào bỏ đứa nào? Hai đứa tự động. Hai đứa tự bỏ nhau hả? Dạ. Chứ còn không tin được là ai bỏ con á, con quá xinh xắn. Nói chung là trong tình yêu thì cũng không bao giờ nói trước điều gì ha. Rồi để cô coi thử nha, cô coi thử nha. Có duyên lắm mà. Oh, chào cưng. Dạ, em chào chị. Một người rất có duyên và cái khuôn mặt này rất là phúc hậu. Cưng mà chỉ cần mở rào ra tôi cũng hết hồn bên đây liền. Nó đẹp lạ lùng lắm. Thì... đẹp mà lạ lùng lắm. Đẹp lạ lùng lắm. Lên ra đây, đi ra đây. Đẹp mà lạ lùng luôn. Nói nghiêm túc, đi ra đây. Làm gì hồi hộp chứ tôi. Bà gì đàn trai tôi qua tôi coi đàn mắt đàn gái coi. Sao mà lạ lùng. Hú hồn. Trời cưng quá nha. Thấy không? Một cái nét đẹp nó rất là cổ xưa, thấy không? À, nói chung là gương mặt này rất là lạ, dễ nhớ. Dạ. Nhớ nụ cười rất là tươi ha. Ừ. Cưng thích cái mẫu bạn trai của mình như thế nào, nói cô nghe. Dạ, bạn trai là cao trên 1m65, với lại cái bụng hơi bự bự. Cái bụng hơi bự bự đúng không? Cái bụng hơi bự bự, dùng hơi bự bự xíu. Có. Đó. Ừ. Sao lầm thì chưa chắc. Thôi lại. Ra nè, nói nghe coi nè. Chiếu hai phần á. Thấy chưa? Chiếu hai phần á. Thấy chưa? Đó. Chiếu hai phần. Dạ. Ôi, không sao. Nhưng mà cái bụng hơi bự bự là có nha. Dạ. Ừ. Nó bù, còn gì bù nữa lắm nè. Mà cái sự chân tình, mộc mạc, dễ thương. Dạ. À, thích hát nữa. Thích hát. Dạ. Biết hát không? Dạ, em cái đó em ca dở lắm. Ca dở kệ nó. Hát được là được. Đâu thử nào. Em ca bài Ta đi tìm em đi ha. Rồi. Một khúc thôi ha. Lớn lên khúc thôi. Hát hai khúc. Thành đô Lâm An, đại lý ta tìm nàng. Tìm em giữa Dương Châu chiều mưa. Biển kinh tương dương, lửa khói sáng đầy trời. Biết tìm em nó trốn nào. Thôi được rồi. Em ngay kế bên nè, khỏi đi tìm đi. Ừ. Nói chung là cũng có hát. Có tinh thần được rồi không? Ừ, dạ. Gì nữa? Còn gì nữa không? Con có thích đàn ông da trắng hay là da đen? Dạ, da ngăm ngăm rồi. Được. Đúng luôn, cái này thì đúng rồi đó. Bây giờ đố bạn bên đây hình dung về một bạn nữ bên đây như thế nào? Theo đi. Cưng. Em đoán hả? Ừ. Nếu mà nãy cái nói Nhân Vân có nói cái nét đẹp cổ xưa chắc cũng giống công chúa. Giống công chúa, đúng rồi đó, đúng rồi đó, giống công chúa. Nhưng mà cái đó là đúng giống như cái ước mơ, cái suy nghĩ của cưng không? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Rồi, bây giờ mình hỏi thăm ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai vậy? Dạ, con đi với cậu, với dì, với lại bạn cậu bè đồng nghiệp. Rồi, xin mời đại diện gia đình có đôi lời chia sẻ. Kính chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào hai MC xinh đẹp, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Chào quý vị khán giả trong trường quay. Chào hai cháu. Em là đại diện cho cậu ruột của bé Hoài Dung. Cậu cũng thấy bên này cũng thấy cũng hài hước, mặt mày cũng vui. Thì còn tương lai của con sau này hạnh phúc thì cậu chỉ nói vậy thôi. Còn con là tự con lựa chọn. Còn riêng quan điểm của cháu thì bé là rất chịu khó. Và đặc biệt là có hiếu với cha mẹ dữ lắm. Cậu chỉ khuyên con là bây giờ lấy chồng biết ăn chơi thì về sau này nó không biết ăn chơi nữa. Bây giờ nó chưa biết ăn chơi mà lấy về nó ăn chơi hơi khổ. Đúng không anh Việt Linh? Đúng đó, cái đó cũng đúng đó. Cho nên là cái gì cũng phải phân phân phải phải thôi. Theo ý mình là khó lắm ha. Cảm ơn lời chia sẻ của cậu. Cưng đi với ai nè? Tính dạ, em đi với bạn thân với mẹ em. Có mẹ à? Dạ, có mẹ. Dạ. Dạ, ở đây em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và bên nhà gái và quý vị khán giả. Em là đồng nghiệp với anh Tính. Thì em ở đây anh Tính á, ảnh rất là thật thà, chịu thương chịu khó. Trong tình cảm thì ảnh rất là chân thành. Và anh Tính ở đây thì cô gái đây thì
em chấm à. Công chúa không? Công chúa không? Đúng công, là chúa. Công chúa không? Để mẹ 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 nói đi, mẹ cảm nhận xét nếu như bạn này là bạn gái của con trai mình thì mẹ thấy sao? Dạ xin chào cô Hồng Vân với chú Quyền Linh. Dạ thì mình không? Là mẹ của Trung Tính. Dạ. À mình á thật sự là ở dưới quê, nghe trai nó điện á, nó nói là nó tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, mẹ lên dự. Thì hôm nay mình lên là mình biết cái bé này nè, thì theo mình thấy á, thì cũng rất là thích, thấy nó ngoan với nó cũng dễ thương dữ lắm. Mình cũng muốn cho con trai nó có bạn á, để bậc làm cha mẹ yên tâm, có bạn cho nó vui vậy đó. Dạ, yeah, thả nó tiến tới thì càng tốt. Dạ, yeah. Rồi vậy cảm ơn mẹ. Yeah. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Mở rào. Tính cười hoài nghe Tính, Tính có bộ răng đẹp quá à. Bắt đầu đi Tính. Dạ. Chào em. Rối là Tính rối liền, Tính rối liền luôn. Đấy, tặng em một quà ha. Dạ, em cảm ơn ạ. Cảm ơn em ha. Dạ. Rồi giờ nè, khui quà đi, khui quà đi. Em cho anh hỏi cái cuốn đầu tiên là em tặng anh là có ý nghĩa gì không? Tại vì em đọc thấy cuốn sách này nó hay á. À. Dạ, với lại nó nói chung là nếu mà quen nhau hay là sau này có cưới nhau thì trong này nó có tư vấn về tâm lý á. Nó chỉ mình luôn phải không? Dạ. Các em có mới biết tại sao anh tặng em này không? Cái này là nước hoa hả? À nước hoa. Dạ. Anh muốn em mỗi ngày đều xịt nước hoa là nhớ tên á. Dạ. Dạ. Dạ ngồi ha. Đâu? Dạ, cảm ơn. Con xịt thử có đúng cái mùi con thích không? Xịt thử coi, trời ơi cưng quá. Được không? Được dạ. Không? Lúc nó nhỏ bằng tuổi tụi nó, người ta tặng tôi dầu dừa sức không? Không ai tặng nước hoa. Người ta tặng ông hay là ông tặng người ta? Tặng người ta người dầu dừa. Cái cảm giác đầu tiên mà em nhìn thấy anh nó như thế nào? Có cái bụng nó bự. Hả? Cái bụng nó bự. Hóp vô, hóp vô. Ủa nhưng mà nãy con nói là con thích phải không? Dạ. Ờ, thích người ta thích. À, thích hả? Thích phình ra, à, phình ra. Rồi. Dạ. Thích có bụng. Nhớ mà, nãy nhớ hết cái bụng mà. Thôi. Như thấy cũng có cũng chững chạc, cũng có nói chung là cũng đẹp trai. Cảm ơn em. Em cho anh hỏi cái này ha. Dạ. Em ngày tháng năm sinh của em là ngày mấy ha? Dạ, em 3 tháng 9. 3 tháng 9 à, tại vì anh không có thích cái bạn gái mà sinh ngày 5 tháng 10. Hả? Nói lớn lên coi. Anh không có thích cái bạn gái mà sinh ngày 5 tháng 10. Sao kỳ vậy? Dạ, bạn gái 5 tháng 10 gọi là hơi cứng đầu á. Ủa sao kỳ vậy? Khó chịu lắm, mấy người đó khó chịu. Sao biết năm tháng 10? Từng trải á, từng trải nó biết. Từng trải tức là hai người kia là ngày 5 tháng 10 hết hả? Có một người thôi. Dạ. Còn anh thấy em sao? Em nhìn rất là dễ thương. Nhìn là thấy cưng rồi đó. Cưng rồi đó, dạ. Cưng quá cưng. Bây giờ em ở quận 9 nè. Dạ. Công việc em làm, đang làm ở quận 9 luôn. Em ở quận 9 nhưng mà em làm ở quận 2 á. Mình đang ngồi sao đó? Quan niệm về tình yêu của em như thế nào? Của em là một khi đã quyết định mà quen á, à, là sẽ là quen nghiêm túc luôn. Ừ. Chứ mà ví dụ như mà em lúc đầu mà em không thích hay là gì đó thì không có cho cơ hội. Dạ. Và cái chuyện hẹn hò đi. Nếu mà tụi mình bấm nút á, dạ, thì em muốn cái buổi mà gặp đầu tiên của mình sẽ như thế nào? Đi ăn, đi uống bình thường thôi, đi cà phê bình thường thôi. À vậy ha, vậy dạ, cũng đơn giản ha. Con hỏi anh của anh có ghen không? Chứ giờ mình đẹp á là mình sợ mấy người mà ghen dữ lắm, mệt lắm. anh có ghen không? À, anh có hơi ghen chút xíu, nhưng mà anh có từng trải rồi nên anh biết phải làm như thế nào, phải ghét cái lời nói của mình á sẽ như thế nào. Với công việc á, nhiều khi công việc của em á, ví dụ như cũng có nhậu với công ty đồng nghiệp hay sao đó, anh có thấy một cái nhậu ít thôi chứ không có cái nhiều. Cái tính chất của công việc mình phải chấp nhận. Yeah. Nó là như vậy. Tương lai mình tính sao thế mà hai đứa tiến xa hơn thì mình ở đâu? Cái này nếu mà hai đứa mình cho nhau cơ hội á, dạ, thì em thấy khoảng bao lâu nữa là mình cưới được? Em thì nếu mà hợp thì tại vì ba mẹ cũng muốn á. Ừ. Thì nếu mà hợp thì năm này cũng được. Tôi cái hợp này nhau á là do hai tụi mình thôi. Dạ. Chứ không ai sinh ra mà hợp nhau hết. Dạ. Nó là như vậy. Nếu mà tìm hiểu thấy được thì cũng tiến tới cũng được. Tiền bạc thì ai giữ? Tiền bạc á, nếu mà hai đứa mình cưới nhau á, dạ, thì tiền bạc là em giữ. Rồi con cái quan điểm với con trai con gái thế nào? Em nói đi. Con thì nói với em là trai gái cũng được, có là mừng rồi. Dạ. Dạ. Mấy đứa? Em thì nếu mà kinh tế ổn định thì
thích 2 tới 3 tới 4 đứa cũng được. Thấy 2 đứa được rồi em. Bây giờ đó em bước tới, em nắm tay cô ấy mà nói những cái gì đó mà em đang suy nghĩ và mong muốn điều gì đó, để cho hai đứa có thể cảm xúc về nhau. Em hỏi anh hồi học quá không biết nói gì mà ở đây thì muốn cũng chưa có nói được nhiều, mà quan trọng cái thời gian sẽ chứng minh. Dạ. Mình sẽ làm như thế nào để cho bạn gái thấy cũng như em như là như vậy. Dạ. Rồi, ha. Từ một cái lần nắm tay nó có cảm giác an toàn không? Nói chung là cứ cho nhau cơ hội. Dạ. Dạ. Rồi về vị trí đi. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định bấm nút là trao cơ hội hẹn hò. Chúng ta đang đối diện với gia đình, bà con, họ hàng, hàng triệu khán giả. Mình không thể dối con tim mình được nha. Con tim mình mách bảo thế nào mình cứ làm y như thế. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai đứa. Có fan đó, có fan dễ sợ không? Các bạn đó là rất mong hai đứa nhấn rồi, người, nhấn hai đứa đó. Họp với nhau, hai đứa nắm tay đi. Cái bạn này có duyên lắm á nha con. Bây giờ nè, có cậu, cậu như là cha vậy đó, rồi với mẹ luôn. Bây giờ em hứa đi, cậu với bên nhà mình đi, là bắt đầu xin phép tụi con hẹn hò với nhau từ bây giờ. Con có lời nói với cậu ha, cậu như cha mẹ. Bây giờ bắt đầu cho tụi con quen nhau, con sẽ cố gắng để mà thể hiện cho em thấy là mình thương, rồi sẽ tiến tới. Nói gì với mẹ đi, nói em mẹ nói gì đi. Với mẹ con giờ con bấm nút là con cũng suy nghĩ nghiêm túc về cái là quen nhau, là cũng có suy nghĩ nghiêm túc về á, cũng mong sau này mà có nếu mà được làm dâu của bác thì mong bác thương yêu. Mong bác thương yêu con. Nhìn bác hiền hậu lắm á. À, giờ xin phép cậu cho con bạn gái một cái. Dạ, con xin phép cậu vợ cho con hôn em ha. Cậu mở có đồng ý không ạ? Đã, cậu mở có đồng ý không ạ? Nó dễ thương lắm á. Chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn.